ta hãy nói tới cái thông tin liên quan tới Bitcoin lại lên trên đài CNBC ngày hôm nay và cái người mà được mời không có ai xa lạ hơn đó chính là Anthony Pomliano thì đã lâu rồi các bạn thấy được là Anthony Pomliano không có lên đài CNBC nhưng mà đã được mời hồi sáng này tại Bitcoin đã qua 19.000 đô như là chúng ta thấy được là ngày hôm qua khi Bitcoin qua 19.000 đô thì như thường đã chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ thấy là Bitcoin sẽ trở thành trọng tâm của CNBC và ngày hôm qua các bạn có đã thấy là cái tin tức lớn nhất trên đài CNBC đó chính là Bitcoin qua 19.000 đô còn lớn hơn thông tin liên quan tới vaccine còn lớn hơn là thông tin liên quan đến là tổng số vốn hóa của công ty Tesla đã qua 500 tỷ thì Anthony Pompliano lại được mời lên trên đài CNBC thì Anthony Pomliano có thể là nhiều bạn không có quen thuộc nhiều những bài nào mà mới tham gia vào nhưng mà Anthony Pomliano là một trong những cái người mà rất quan trọng đối với Bitcoin có thể là những bạn mà tham gia thị trường này thì nghĩ là những người quan trọng nhất đó chính là những người mà dẫn đầu những dự án như là George Hutchinson của Cardano hay là và Tarek Buterin của Ethereum vân vân hay là Dan Lammer của EOS nhưng mà thật ra những người mà quan trọng nhất về mặt giá cả và tiến triển của thị trường crypto đó chính là những người như là Anthony Pomliano tại vì đây là những người đến từ Wall Street, những người mà được cái phố Wall quen biết và tin tưởng và là những người mà sẽ lên trên này CNBC để mà phát biểu liên quan tới tình hình của Bitcoin và thị trường crypto. Thì trước hết là cái người dẫn chương trình chia sẻ ra lâu rồi không gặp uh, Anthony Pomliano. thì cái câu hỏi đầu tiên là Bitcoin sẽ đi về đâu? Tại vì cái giá hiện bây giờ đã tăng quá nhanh. Thì Anthony Pomliano đã chia sẻ là cái lý do tại sao mà Bitcoin tăng trưởng là cái hiệu ứng của nguồn cung và nguồn cầu thì bắt đầu từ Bitcoin bình Bitcoin halving xảy ra vào tháng 5 của năm 2020 này thì cái số lượng Bitcoin này đầu một ngày đã được giảm từ 1.800 Bitcoin xuống chỉ còn có 900 Bitcoin một ngày mà thôi và cái điều này tôi đã chia sẻ với các bạn là khi mà điều đó xảy ra, cái Bitcoin halving xảy ra thì cái nguồn cung bị giảm đi phân nửa, nguồn cung mới bị giảm đi phân nửa thì cái hiệu ứng sẽ không có liền mà sẽ tốn một thời gian tại vì các bạn thấy là những cái thời đào họ vẫn còn những cái bitcoin họ chưa bán trước đây cho nên phải tốn một thời gian để cho cái bitcoin hai bình có hiệu ứng và Anthony Pomliano đã nói là đây là một cái hiệu ứng của nguồn cung và nguồn cầu nguồn cung giảm xuống nguồn cầu tăng lên còn bao đó nữa là tình hình kinh tế bất ổn tình hình bây giờ thì rất nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản có thể chống lại lạm phát được không ai muốn giữ tiền mặt vào thời điểm bây giờ hết và thêm vào đó là những nhà đầu tư họ mua với cái số lượng lớn trong đó chúng ta có những thông tin mình thường đã chia sẻ à, trên channel này như là công ty Square thì chuẩn đó là một 40% của tất cả Bitcoin mà được uh, ra đời có như được đào hàng ngày và PayPal thì mua 70% của tất cả Bitcoin được đào hàng ngày trong vào đó thì chúng ta có những công ty khác như là Grayscale Bitcoin Investment Trust Đây không phải là những cái công ty duy nhất mà mua Bitcoin mà còn thấy được là hai công ty lớn là Square và PayPal thôi Thì đã mua hơn 100% của tất cả Bitcoin được đạo hàng ngày mà Các bạn có thể thấy được là cái sự khan hiếm của Bitcoin bây giờ như thế nào trong khi đó các bạn thấy được là rất nhiều những người mà lưu trữ Bitcoin lâu dài họ không có ý định bán Tổng cộng bây giờ các bạn nhìn vào thống kê Bitcoin trên mạng lưới thì 63% của tất cả các Bitcoin đã không được di chuyển hơn một năm Đây là một dấu hiệu cho thấy được là rất nhiều người vẫn đang nắm lấy Bitcoin của mình mà không muốn bán ở thời điểm hiện bây giờ Cộng vào là chúng ta có những nhà đầu tư lớn tham gia vào Các bạn thấy được là những công ty như là Square, PayPal hay là những người như chúng ta nói tới là Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller mà cũng được đề cập tới bởi Anthony rồi dẫn đến là nguồn cầu tăng lên cực mạnh nhưng mà nguồn cung không những là giữ nguyên mà còn bị giảm dẫn đến giá cả tăng và đây sẽ là một điều sẽ tiếp tục năm 2021 và thường qua từng chia sẻ với các bạn về cái thống kê từ đầu năm tới bây giờ và qua năm khi mà thống kê cuối năm nay được tung ra là đầu tư Bitcoin lời bao nhiêu thì sẽ dẫn đến một cái sự FOMO kế tiếp cho nên cái việc tăng giá Anthony Pompliano nói là sẽ tiếp tục tăng nhanh năm 2021. Bà thuận thì cũng tin tưởng vào cái điều này. Thì người giới chương trình của đài CNBC thì hỏi là tăng nhanh thì giá hợp lý là bao nhiêu? Thì Anthony Pompliano nói là tùy theo mỗi người. Nhưng mà đối với Anthony Pompliano thì có ba cái điều rất quan trọng hiện bây giờ dẫn đến cái sự tăng giá của Bitcoin trong năm 2021. Đầu tiên là lãi suất bây giờ rất là thấp, các mà có đã biết là sau khi dịch bệnh xảy ra thì lãi suất đã bị giảm liên tục hai lần và bây giờ lãi suất của Hoa Kỳ là khoảng chừng là 0%. Cái đó nữa là Janet Yellen thì đã được đề xuất bởi Joe Biden trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính kế tiếp và Janet Yellen trước đây nhiều bạn thấy tên này quen thuộc tại vì trước đây Janet Yellen chính là chủ tịch của cục dân của Hoa Kỳ. Có nghĩa là người mà đang giữ chức vụ đó bây giờ đó chính là Chủ tịch Jerome Powell thì trước đây là chủ tịch Janet Yellen Và Janet Yellen một người mà không ngừng ngại in tiền để mà bơm vào trong thị trường Cho nên sẽ dẫn đến là lạm phát tăng cao Và ngay cả các bạn thấy được là chủ tịch Jerome Powell đã nói là cái phần trăm lạm phát sẽ không còn giữ là 2% nữa Mà có thể cao hơn tại vì bây giờ họ sẽ tính cái phần trăm lạm phát trung bình Chúng ta cũng đã nói tới trước đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là lãi suất thấp, in tiền nhiều, lạm phát tăng lên là những cái yếu tố rất là quan trọng liên quan đến tình hình của tài chính thúc đẩy sự phát triển của những mang đầu tư và trong đó là có Bitcoin. Cho nên đối với Anthony Pomliano thì 100.000 đô cuối năm 2021 là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thêm vào đó nữa như đã chia sẻ là chúng ta sẽ dẫn đến là những cái quỹ đầu tư mạo hiểm như cái hedge fund sẽ tiếp tục mua như là Stanley Druckenmiller, Bill Miller, Paul Tudor Jones. Cho nên Bitcoin có thể là còn cao hơn cả 100.000 đô. Thì khi chúng ta đang nghe nói tới Bitcoin cuối năm 2021 là 100.000 đô, thì đến bây giờ là Bitcoin chưa có tới 20.000 đô, thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là đây là một con số rất là xa vời. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là cuối năm 2000 2016 thì có bao nhiêu người có thể đón được Bitcoin lên tới 20.000 đô năm 2017 Thậm chí 10.000 đô người ta còn không tương tượng được nữa chứ đừng có nói tới là 20.000 đô Cho nên bây giờ 20.000 đô lên 100.000 đô thì tăng chỉ có 5 lần mà thôi Và câu hỏi cuối cùng được đặt ra đó chính là điều gì làm cho Anthony Pomliano lo lắng nhất mà không ngủ được Thì Anthony Pomliano nói có hai điều mà làm cho Anthony Pomliano lo lắng Thứ nhất là lỗi lập trình, có nghĩa là đương nhiên nếu như mà ngủ đêm tới sáng mà bitcoin gặp bất cứ một sự cố nào thì lỗi lập trình là một trong những cây rủi ro rất là lớn. Thứ nhì là nếu như mà nhiều quốc gia lớn cùng nhau cấm sử dụng bitcoin nhưng mà hai cái điều này khả năng xảy ra rất là thấp. Trước hết thì các bạn thấy là lỗi lập trình thì đây là một trong những lý do tại sao mà nhiều người hay nói là bitcoin không có sự phát triển và công nghệ cho nên nhiều người cho là không có giá trị nhưng mà các bạn thấy được là những người đó đã đoán sai tại vì bitcoin vẫn tiếp tục tăng trưởng vẫn tiếp tục giữ vị trí đầu của thị trường crypto này sau bao nhiêu năm qua và một trong lý do tại sao mà công nghệ Bitcoin không phát triển nhanh là tại vì đây là một trong những điều mà đội phát triển của Bitcoin đã chấp nhận là Bitcoin cần phải đơn giản, cần phải dễ sử dụng, không có nhiều những cái chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mạng lưới. Càng có nhiều chức năng, công nghệ càng mới thì sẽ dẫn đến là cái cơ hội mà công nghệ đó bị vấn đề càng cao như là các bạn thấy là những cái vấn đề liên quan tới DeFi mà bị hack cho nên về việc lập trình của Bitcoin thì phát triển rất là chậm và rất là an toàn vì lý do đó đối với thuận thì cái phần trăm mà lỗi lập trình thì rất là thấp thứ nhì nữa là nhiều quốc gia lớn cùng nhau cấm sử dụng Bitcoin và các bạn thấy được là cái điều khác biệt ở đây là chúng ta nói nó là nhiều quốc gia cùng nhau cấm sử dụng Bitcoin chứ không phải là cấm Bitcoin tại vì trên căn bản các bạn không thể cấm Bitcoin được Bitcoin là sống trên mạng Internet, các bạn thấy là Internet không thể được cấm thì Bitcoin cũng không thể được cấm. Chỉ là những quốc gia đương nhiên có thể đưa ra những cái lý do để mà cấm sử dụng Bitcoin. Điều này, các bạn có nghĩ là Bitcoin sẽ tăng trưởng giá hay không? Đương nhiên là không. Nếu như mà Hoa Kỳ hay là Canada hay là Úc hay là những nước ở châu Âu cùng nhau đưa ra quyết định là sẽ cấm sử dụng Bitcoin, thì giá cả sẽ đi xuống rất là mạnh. Đương nhiên sẽ không giết được Bitcoin tại vì Bitcoin không thể chết được, nhưng mà sẽ dẫn đến là cái sự tăng trưởng giá cả sẽ bị hạn chế vô cùng nhưng mà phần trăm xảy ra rất là thấp đối với thuần tại vì các bạn đã thấy là những cái quốc gia lớn hầu như là không một quốc gia nào cấm bitcoin thời điểm bây giờ và thậm chí trong vòng mấy năm qua các bạn thấy được là rất nhiều những quốc gia đã đưa ra những cái luật để mà quản lý thị trường này như là nó chia sẻ nếu như mà họ muốn cấm thì sẽ không ra luật nếu như mà ra luật là sẽ không cấm cho nên nhiều người khi mà nghe thấy những cái luật được đưa ra để mà quản lý thị trường bitcoin thị trường crypto thì cảm thấy đây là một cái thông tin xấu nhưng mà thật ra mà nói là nhìn vào một khía cạnh nào đó là càng có nhiều luật càng tốt Tại vì nếu như họ muốn cấm thì không cần phải ra luật và nếu để ra luật thì sẽ không cấm. Và bây giờ Bitcoin đã trở thành một phần của thị trường tài chính. Các bạn thấy được là Bitcoin đã lên CNBC, Bitcoin được nhiều quỹ đầu tư quan tâm đến Bitcoin được lưu trữ bởi nhiều công ty. như là một phần tài sản của công ty thì không có lý do gì mà những cái quốc gia lớn họ không có cho Bitcoin hoạt động được. Tại vì các bạn thấy là cho Bitcoin hoạt động có thể thu được rất nhiều lợi ích đến từ thuế. Các bạn thấy được là mua bán Bitcoin thì có lợi phải đóng thuế. Những công ty mà mua bán Bitcoin bây giờ như là Coinbase từ từ trở thành những công ty lớn và họ đóng thuế rất là nhiều. Cho nên về mặt là cấm thì có lợi gì và không cấm có cái lợi gì thì nhiều quốc gia lớn bây giờ cảm thấy được là cấm Bitcoin thì không có lợi thậm chí còn có hại tại vì sẽ dẫn đến là không thu được nguồn thuế đó và quốc gia này cấm thì không nghe được quốc gia kia cấm theo. Quốc gia này cấm, quốc gia kia không cấm thì những công ty phát triển crypto sẽ chạy vào quốc gia nào mà không cấm cho họ phát triển thì sẽ mất đi những cái công ty đó ở các quốc gia mà cấm cho Bitcoin phát triển sẽ làm cho mất đi cơ an việc làm đó, làm giảm đi cái thuế có thể thu được. Còn ngược lại, nếu như không cấm thì lợi nhuận rất là cao, có thể là những công ty như là Coinbase tiếp tục phát triển, tiếp tục mướn người, đóng góp cho quốc gia của Hoa Kỳ và bất cứ một quốc gia nào mà không cấm Bitcoin và có thể thu được cái thuế rất là lớn. Thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video sáng ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận xem là các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.